Theo cơ quan chức năng, bước đầu xác định ô tô container biển số 15C07526 đi đến đoạn đường cong, không làm chủ tốc độ đã đánh lái sang trái. Từ đó, dẫn đến va chạm với xe khách biển số 23F00058 đang đi chiều ngược lại. Sau khi nghe báo cáo sơ bộ vụ việc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, yêu cầu Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia khẩn trương tổ chức đoàn công tác tới hiện trường phối hợp với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo khắc phục hậu quả, thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân. Thông tin với Tuổi Trẻ Online lúc 7 giờ 30 phút, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn cho hay cơ quan chức năng đang thống kê số người có mặt trong chiếc xe khách gặp nạn. Hiện cơ quan chức năng xác định được 5 nạn nhân đã tử vong. Tỉnh đang tập trung nguồn lực chữa trị cho người bị thương, ông Sơn nói và cho hay số người bị thương là 10 nạn nhân.